Ngỡ ngàng, chuyện thật như đùa. Cô giáo quan hệ bất chính với 48 trên 50 phụ huynh của lớp. Ai cũng tưởng cô giáo là gà. Ai ngờ bản thân chỉ là hạt đậu xanh bé nhỏ mà thôi. Ôi trời ơi! Mới đây, một sự việc được phanh phui đang khiến truyền thông Trung Quốc xôn xao vì những tình tiết bất ngờ, khó tin. Theo đó, cô Tần là một giáo viên trẻ mới ra trường, hiện đang công tác tại một trường tiểu học ở thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Cô sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp, với làn da trắng, mái tóc đen dài, trông vô cùng đáng yêu, không thua kém gì những hot girl mạng. Để liên lạc với phụ huynh báo cáo về tình hình học tập của các con, thay vì liên hệ với mẹ của học sinh thì cô Tần lại luôn liên hệ với các ông bố. Lợi dụng ngoại hình xinh đẹp và những lời nói mật ngọt, cô đã tán tỉnh tất cả phụ huynh của học sinh. Và hết 48 trên 50 ông đã sập bẫy chỉ trong vòng 6 tháng. Riêng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua, cô đã được mỗi phụ huynh nam chuyển cho hơn 4.000 nhân dân tệ, tức là khoảng gần 14 triệu đồng. Tổng cộng cô có 200.000 nhân dân tệ là hơn 680 triệu. Điều đáng nói là trước khi vụ việc bị phanh phui, tất cả những ông bố này đều không biết gì và luôn tưởng mình là tình yêu đích thực duy nhất của cô giáo Tần. Vì thế mới hết lòng đối đãi và chiều chuộng với cô ta. Cô Tần có lẽ cũng là bậc thầy sắp xếp thời gian khi cô luôn quản lý để có thể hẹn hò với 48 ông bố này mà không bị những người còn lại nghi ngờ. Thậm chí cô còn có hẳn một cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết những tình nhân của mình. May mà trong lớp vẫn còn hai anh bố trung thủy, chứ không chị em lại mất hết niềm tin vào tình yêu và hôn nhân gia đình. Hành vi của cô giáo bị cho là vô cùng đáng lên án, đặc biệt với cương vị là người đứng trên bục giảng làm công tác giáo dục. Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao và bức xúc trong dư luận Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé!